Sáng ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng và gần 200 thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với nước tham dự họp mặt. Phát biểu chào mừng tại buổi họp mặt, Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Đảng bộ và nhân dân An Giang luôn trân trọng ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh đã không tiếc xương máu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ghi nhớ công lao to lớn đó, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong những năm qua, dù điều kiện kinh tế của tỉnh còn khó khăn, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã cố gắng cao nhất để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng, nhằm mong muốn bù đắp phần nào những hy sinh mất mát của người có công và gia đình người có công trong tỉnh. Có nhiều hoạt động phong phú, nhiều việc làm nhân ái như đóng góp cho quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, chăm sóc thương binh, bệnh binh khó khăn, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, nhân dân đã trở thành những việc làm thường xuyên của toàn xã hội. Đặc biệt, việc tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ, đi tìm đồng đội, tu bổ, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ được các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân, các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội, cá nhân, doanh nghiệp quan tâm và tích cực tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có trên 38.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng đã được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi của nhà nước. Trong đó có gần 10.000 người có công và thân nhân của họ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng từ ngân sách nhà nước với kinh phí khoảng 145 tỷ đồng một năm. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã cất mới 2.320 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa hơn 1.160 căn nhà cho người có công với tổng kinh phí 133 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và nguồn kinh phí vận động. Đã có 2.500 học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi về giáo dục. Hàng năm, có trên 20.000 người có công và thân nhân của họ được mua bảo hiểm y tế với kinh phí bình quân trên 12,7 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 701 bà mẹ được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, các đơn vị chuyên trách đã quy tập đưa về cải táng trên 1.120 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc và các Nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Cũng tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Bình Thạnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng đã cống hiến to lớn cho đất nước. Đồng thời biểu dương các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhân dân trong và ngoài tỉnh đã tích cực cùng đảng bộ tỉnh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các ngành, đơn vị đẩy mạnh hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc. Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao 12 bằng Tổ quốc ghi công cho 12 gia đình liệt sĩ và trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 34 cá nhân và 72 tập thể có thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa của tỉnh giai đoạn 2012-2016.